Xin chào anh em bạn bè nha. Hôm nay Thanh Tú cũng xin giới thiệu với anh em một chiếc đài đến từ thương hiệu Natunan nha anh em. Nó có cái mã model là GW537. Thì con này về Thanh Tú thấy nó tình trạng rất là đẹp luôn nha anh em. Đẹp như mới luôn đó anh em. Đó. Thì con này mấy tuần trước Thanh Tú có bán một con rồi. Nhưng mà nó có một vết chày dưới đây. Con này tuyệt vời luôn nha. Đó, anh em thấy nước sơn còn mới tinh luôn. Đó. Đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Xuất sắc theo kiểu đài cũ nha anh em. Đài đã qua sử dụng, nội địa hàng, nội địa Nhật về nha. Đó, thì đài này nó cũng đã 50 năm mấy rồi. Đó, thì nó sản xuất cũng khoảng năm 73, 74 gì đó anh em. Thì nó cũng 50 năm. Đó, thì nó như vậy là quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Rồi con này về cái chức năng chính có radio và cassette nha anh em. Radio thì nó có hai băng tần AM và FM. Đó, FM 190 thôi, Thanh Tú đã nâng lên 108 full nha anh em. Rồi con này thì có băng cassette nữa nè. Đó, mình hát băng cassette nha. Rồi tình trạng con đài rất là mới, đẹp. Anh em nhìn thấy cái loa nè. Nó có một cái đường khía nhỏ, nó cuộn theo tròn cái loa. Cho nên là mình nhìn nó ở xa nó dọi nó như là một cái ánh kim như nghe nè. Rất là đẹp luôn, mặt sóng đài trong veo. Đó, rồi nghiêng cho anh em xem ở phía trên nè. Đó, phím cassette kết hợp nhôm và nhựa rất là đẹp. Nhựa đen kết hợp nhôm trắng. Ha, anh em nhìn thấy nhôm nè. Cái phần nhôm nó còn rất là đẹp luôn. Rồi chữ hiển thị đây còn đẹp nha. Anh em nhìn nè. Đó, chữ hiển thị đây, cái má này là má nhôm nè. Đó, cũng rất là đẹp ha. Rồi, núm volume tông AM FM, đây là chuyển mạch nè, băng cassette và radio. Thì cái quay sách con này nó thiết kế rất là cổ điển. Một miếng nhôm rất là dày, khoảng 3 mm. Rồi nó kẹp thêm miếng nhựa hai mặt trên và mặt dưới, anh em nhìn thấy rất là đẹp luôn. Rồi bên đây nè, nhôm rất là mới nha anh em. Gần cho anh em xem nè, độ mới của nhôm nè. Độ mới của nhôm ha. Rồi. Rồi bên đây là cổng kết nối microphone. Đây là tai nghe. Bên đây là núm tuning giò sóng nè. Đây là cổng AC 110V. Đây là cổng DC 6V nha. Rồi phía sau nè anh em. Đó, Thanh Tú có gắn pin rồi. Anten anh em nhìn thấy rất là mới nè. Đó, tôi có gắn pin nha, 4 viên pin đại. Con này tình trạng cháu pin á, rất là mới luôn. Rồi nó còn cái tem GW537 nó đóng ở đây luôn. Thì thông số kỹ thuật nó đóng ở đây nè anh em, 537 nha. Đó, một chiếc đài hoài niệm xưa. Đó, thì theo cảm nhận thì Thanh Tú thấy khi mình mua radio về đó, ở bên Nhật về đó, radio nó bắn mắt lắm anh em. Nhưng mà như chiếc cái cassette này nè, nó có kèm radio. Nhìn cái hình dáng nó cũng rất là đẹp và nó có kèm cassette. Không hiểu sao thì giá nó bình dân, nhưng mà các bác ở đây cứ tìm radio. Thì chính người mua ý thì Thanh Tú nói vậy thôi. Ví dụ như mình không xài cassette, như chiếc này mình nhìn nó cũng là một cái radio. Đúng không anh em? Đó. Mình đừng có để ý tới cái này, mình thích cửa băng thì mình bỏ băng vô mình hát, còn không thích thì thôi. Đó, đôi điều với tâm sự với anh em là như vậy. Bị gì radio cassette nó kèm thì nó rẻ nha. Mà cái radio không đúng giá trị của nó là nó mắc lắm. Mắc hơn, giá trị cao hơn của cái cassette nha. Cho nên là mình chọn chơi cho nó phù hợp. Rồi bây giờ đôi điều giới thiệu với anh em một chiếc đài radio cassette GW537 Natunan. Rất là đẹp, rất là mới. Bây giờ Thanh Tú xin test radio nha. Thanh Tú để chế độ AM nè. Rồi, thảo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần sẽ tiếp tục được thảo luận. Nếu Hamas muốn các lực lượng Israel rút khỏi các trung tâm đô thị và rời khỏi hai con đường chính ở Gaza là Salah Heh đường và Anderson. Trường để xử lý. Vàng quốc tế ở mức cao trong thời gian qua, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Rà soát kỹ lưỡng toàn diện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng. Đồng Tháp. Thế rồi, Ngọc Yến lần đầu chạm vào quả cầu mây từ năm 11 tuổi khi trúng tuyển vào đội năng khiếu cầu mây Đồng Tháp. Người thầy đầu tiên phát hiện ra tài năng của cô là huấn luyện viên Phan Minh.
khi các nghi thức làm lễ kết thúc sẽ là phần hội vui tươi rộn rã. Đầu tiên là hình ảnh già làng tiến hành khơi chén rượu, mời gọi mọi người trong buôn sóc cùng nhau thưởng. Đó, FM thì mình kéo anten lên anh em ơi. Con này anten dài hơn 1 mét nha, cực kỳ dài luôn. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test FM. FM 90 Thanh Tú đang lên 108 rồi. Bây giờ Thanh Tú trở lại cái nút cái nấc 76 nè. Một vòng. Đó, anh em thấy 76 ngay chân này đây thì Thanh Tú nhích lên là có đài nè. Sảng khoái và mê say là những cảm xúc hiện có trong mỗi người Sting lúc này. Với một niềm tin tươi rất sáng cho vụ mùa em sắp diễn ra. Và tâm lý xã hội, nhất là các để tăng quân lượng thao túng, đầu cơ trục lợi an toàn lành mạnh. Thủ tướng yêu cầu chiều nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đức, từng người phương Nam. Mỗi bài bản nhịp phách là mỗi câu chuyện thăng trầm, mỗi tuần tích câu ca. Có mặt trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ. Trên thế giới, Nguyễn Quốc Trị cho rằng Cộng hòa Séc có thể đầu tư chuyển giao công nghệ trong chế biến. Tiếp theo, cho rằng Trần Thị Vân đầu tư chuyển giao công nghệ. Chiều nay nó tiếp sóng rất là nhiều đài anh em. Có đài rất là gõ, đài rất đài, có đài thì nó mờ. Để bổ sung hỗ trợ nhau cùng phát triển. Mình có thể chỉnh đăng tên nha. Theo dõi cái đội Đồng Tháp, các bạn là thi đấu là rất là ấn tượng. Rồi, tất cả các Việt Nam ngày nhất càng là có đài, nhất là có đài. Nền kinh tế thế giới đã tham gia 10 năm hiệp định tự do thế hệ mới với trên 60 nước và vùng lãnh thổ. Tiếp hơn 9 nước. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra kiểm tra bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng. 476-869. Qua đây tôi cũng muốn gửi tới những người chiến sĩ trên mọi miền tổ quốc, những bác cựu chiến binh, ca khúc Hát về anh người chiến sĩ biên cương. Xin cảm ơn chương trình. Kênh 104 nó vẫn dính nè. Đã test hoàn thiện cái phần radio nha. Bây giờ Thanh Tú chuyển sang cái phần cassette anh em ơi. Mình xin lấy pin nha. Rồi lấy pin ra nè anh em. Lấy pin ra test điện ra AC nha. Con này hát radio quá nè, quá hay, quá ấm. Rồi bây giờ mình xin test điện AC nha anh em. Rồi điện AC Thanh Tú đã chuẩn bị sẵn đây, cục chuyển nguồn đây. Con này chạy điện 100-110 nha anh em. Hàng nội địa Nhật á, thì nó dùng điện 100-110. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test bằng cassette anh em ơi. Tua nè. Tua chạy rất là êm nha. Rồi tua lùi nè. Play nè. Dòng sông hương con trôi, vương trắng xưa. Sure.
đồng đào. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về gửi ấm lại ánh trăng. Sắp hết băng là mình test chức năng auto start nha. Rồi, play nè. Auto stop, tự động auto stop nha anh em. Rồi bây giờ Thanh Tú test một đoạn ca cổ, thân cổ giao duyên nữa anh em. Sát bao hồng hai môi em thấm đi qua chút vàng lời hai mắt em xanh. Từng bước chậm em cúi đầu e thẹn, không dám liếc nhìn cô bác hai bên. Mai vẫn nghe tiếng thì thầm có nhỏ, gái sắc trai tài hai đứa nó thật xứng đôi. Khóc con ngờ ngờ ô, khóc con ngờ ngờ ô. Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test hoàn hảo một chiếc đài radio cassette đến từ thương hiệu Natunan, mã model là GW537. Thì anh em nào mến thì kết nối Zalo qua Thanh Tú hoặc là điện thoại trực tiếp qua số điện thoại 0919073813 nghe anh em. Đó, trước khi quay video thì Thanh Tú có chụp ảnh chi tiết rồi. Rồi mời anh em giao lưu nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Thanh Tú, xem và like cho Thanh Tú nha. Anh em nào có mến thì cho Thanh Tú xin một đăng ký kênh anh em. À, để có tinh thần động lực thêm nha. Rồi hẹn với anh em vào những buổi chiều tiếp theo để thi test những con đài radio cassette hoài niệm xưa nghe anh em. Rồi Thanh Tú cảm ơn rất là nhiều. Xin chào nha.